Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa HPM60 và đang được ghép với một chiếc Omnipuller 7825 mã, một chiếc đầu Soli XA5ES. Vâng, 3 sản phẩm của ngày hôm nay, Âm thanh Đức Hạnh xin tết gửi 3 vị khách hàng đến từ 3 tỉnh thành khác nhau. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc Omnipuller 7825 mã. Âm thanh Đức Hạnh xin tết gửi anh Thông. Địa chỉ của anh là cổng trường cấp 2 Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định. Sản phẩm thứ hai là một cặp loa HPM60. Âm thanh Đức Hạnh xin tết gửi anh Dương Tuấn Hùng. Địa chỉ của anh là phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Sản phẩm thứ ba là một chiếc đầu Soli 5ES. Âm thanh Đức Hạnh xin tết gửi anh Trần Huy Nguyên. Địa chỉ của anh là 555 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Vâng, 3 sản phẩm gửi 3 vị khách hàng. Cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp cho quý vị và các bạn những sản phẩm tốt nhất. Vâng, hàng vừa về thì những vị khách trên mọi miền Tổ quốc cũng đã đặt hàng của Âm thanh Đức Hạnh. Vâng, cửa hàng cảm ơn những vị khách rất nhiều. Vâng, cặp loa vẫn còn rất đẹp. Mọi chi tiết mua sắm về các sản phẩm âm thanh, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, chiếc Omni và tất cả những sản phẩm của ngày hôm nay còn rất là mới và đẹp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm. Cạn sao mờ núi cũng tan, tình yêu sao giữ được muôn vàng. Em đừng nên giận tình phai úa, bể cạn sao mờ núi cũng tan. Anh biết em đi chẳng chờ liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng chờ. Quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng chờ. Thank you.
nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao? Em xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh xót đau người tình sĩ. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao? Em xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh xót đau người tình sĩ. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Cặp loa HPM60 có công suất là 120W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.